Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hưng Yên, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên dự báo mưa lớn từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9. Theo đó, diễn biến 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ có xu hướng dịch chuyển dần về phía Nam. Từ sáng sớm nay 10 tháng 9 đến sáng sớm ngày 12 tháng 9, khu vực tỉnh Hưng Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Lượng mưa các nơi phổ biến như sau: các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, thị xã Mỹ Hào 80 đến 150 mm, có nơi lớn hơn. Các huyện Kim Động, Ân Thi, Phù Cử, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên 70 đến 120 mm, có nơi lớn hơn. Dự báo mưa sẽ kéo dài đến hết ngày 12 tháng 9. Cảnh báo từ ngày 12 tháng 9, khu vực tỉnh Hưng Yên có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1. Dự báo tác động của mưa lớn, mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị và các vùng trũng thấp ven sông. Mưa dông có thể làm giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông. Mưa dông có thể gây ngập úng khu đô thị, các khu dân cư và gây ách tắc giao thông do ngập úng đường, ngập úng cây trồng, làm cây bị đổ gây thiệt hại trong mùa màng. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua ở khu vực phía Bắc cộng với việc các hồ thủy điện xả lũ khiến nước các sông từ thượng nguồn đổ về rất lớn. Tại Hà Nội, mực nước sông Hồng đang dâng rất cao, gần sát mức báo động 1, nguy cơ gây ngập khu vực ven bờ ở khu vực bãi Phúc Xá. Trong đêm, người dân lội nước di rời tài sản tới nơi an toàn ngay trong đêm khi mực nước sông Hồng dâng ngày càng nhanh, gây ngập lụt nghiêm trọng. Mực nước sông Hồng dâng rất cao do ảnh hưởng của cơn bão số 3 là mưa lớn kéo dài, gây ngập úng mặt đường ven sông Hồng tại ngõ 310 Nghi Tàm, quận Tây Hồ. Người dân sinh sống gần ven sông Hồng có một đêm không ngủ, hàng chục hộ gia đình hối hả khuân vác đồ đạc đẩy phương tiện lên vị trí cao, khô ráo để bảo toàn tài sản trước khi mực nước dâng cao hơn. Có người còn tạm thời di rời khỏi nơi ở tới nhà người thân để tránh nước lũ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 19 giờ ngày 9 tháng 9, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 7,56 m, dưới báo động 1 là 1,94 m. Dự báo lũ trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên nhanh, lưu tốc dòng chảy lớn do chịu ảnh hưởng của lũ trên các sông và điều tiết của các hồ chứa thượng lưu. Chiều ngày 9 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công điện lệnh giám đốc công ty thủy điện Tuyên Quang mở hai cửa xả đáy còn lại của hồ Tuyên Quang lúc 14 giờ. Như vậy cả 8 cửa xả đáy của hồ này đã được mở. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng có công điện yêu cầu thủy điện Thác Bà mở cửa xả mặt thứ 3. Hồ thủy điện Hòa Bình cũng đang mở hai cửa xả đáy. Cả 3 công trình trên xả lũ đều có tác động đến mực nước sông Hồng. Trước tình hình nước sông Hồng dâng cao, nguy cơ gây ngập lụt, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã sẵn sàng sơ tán người dân sống tại khu vực bãi giữa sông Hồng trên địa bàn các quận Tây Hồ, Ba Đình, Long Biên. Liên quan tới đợt mưa lớn kéo dài đang diễn ra ở miền Bắc, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, mưa ở miền Bắc sẽ duy trì trong ngày 10 tháng 9. Từ ngày 11 tháng 9 trở đi, mưa có xu hướng giảm, hết ngày 12 tháng 9 giảm hẳn và chấm dứt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9, trên các sông khác ở khu vực Bắc Bộ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức báo động 2, báo động 3, có sông trên mức báo động 3. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 3. Lũ trên các sông suối lên gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bờ bãi ven sông bị nước xâm lấn, nhiều diện tích bãi nổi giữa sông bị ngập sâu, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế xã hội vùng hạ lưu sông Lô và sông Hồng, Thái Bình. Mực nước lũ hạ lưu sông Hồng, Thái Bình duy trì ở mức cao nhiều ngày có thể làm lở đất ven sông và ảnh hưởng đến an toàn đối với các tuyến đê vùng ven sông đồng bằng sông Hồng, Thái Bình. Dự báo thời tiết các khu vực đêm ngày 10 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9, vùng núi và trung du Bắc Bộ,
ngày 10 tháng 9 có mưa to đến rất to. Đêm ngày 10 tháng 9 và ngày 11 tháng 9 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Bắc Trung Bộ, ngày 10 tháng 9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa. Riêng Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Đêm ngày 10 tháng 9 và ngày 11 tháng 9 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Trung và Nam Trung Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhận định hình thế thời tiết từ đêm ngày 11 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 12 tháng 9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ban chỉ đạo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, bão số 3 với cường độ rất mạnh đã đổ bộ và gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ. Theo ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh Bắc Bộ vẫn còn mưa lớn sau bão. Cụ thể, phía Tây Bắc Bộ từ sáng ngày 8 tháng 9 đến sáng ngày 9 tháng 9 có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Khu vực Đông Bắc lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Do đó, các khu vực trung du miền núi phía Bắc Bộ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất. Ông Hoàng Văn Đại khuyến cáo, khi thấy dấu hiệu của sạt lở đất, tức là xuất hiện vết nứt tường nhà, sườn đồi, cây cối nghiêng, nước sông suối chuyển màu đục, mặt đất phồng lên, mặt đất rung chuyển âm thanh lạ trong lòng đất, người dân cần theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, thông báo cho chính quyền và những người xung quanh. Các lực lượng địa phương theo dõi và tiến hành di dời nếu có nguy cơ lớn, cần bảo vệ tính mạng trước tiên. Ngoài ra, người dân cảnh giác đề phòng khi có các dấu hiệu của lũ quét, nhất là khi có mưa lớn kéo dài, tránh xa các khu vực có nguy cơ lũ quét như triền núi, khu vực giáp sông suối, di chuyển thật xa ra khỏi nơi nguy hiểm đến khu vực cao hơn. Để đảm bảo an toàn, Ban chỉ đạo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai khuyến cáo người dân cần lưu ý theo dõi diễn biến của mưa lũ sau bão để chủ động ứng phó kịp thời sơ tán người tại các khu vực bị ngập sâu, nguy cơ lũ quét sạt lở đất. Kiểm tra lại hệ thống điện và các thiết bị trước khi sử dụng, chú ý cây xanh biển quảng cáo đã bị gió bão làm nghiêng, đổ khi lưu thông trên đường, khắc phục sửa chữa nhà cửa, hệ thống điện cấp nước thông tin, khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, tham gia dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa cơ sở hạ tầng, phòng chống dịch bệnh và xử lý môi trường. Bên cạnh đó, thống kê thiệt hại báo cáo kịp thời, chính xác với chính quyền địa phương, tuân thủ chỉ đạo của các cơ quan chức năng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.